là những yếu tố thật sự quan trọng mà nó tác động đến giá bi của chúng ta nha. Trước tiên thì mọi người phải hiểu về giá được hình thành như nào. Nó đến về lý thuyết về cung cầu. Lý thuyết cung cầu là lý thuyết cơ bản nhất mà ai cũng phải biết về thị trường. Lý thuyết cung cầu nó là giữa người mua và người bán. Người cung là gì? Là người bán. Còn người cầu là những người có nhu cầu, là người mua. Làm sao cho một cái thị trường nó hoạt động được? Thì thị trường nó chỉ hoạt động, hay là một cái chợ nó chỉ có thể hoạt động khi có người mua và người bán, đúng không? Thì đây, thị trường crypto nó cũng như vậy. Ví dụ mình bán Bi có người mua, hoặc là những cái nhà phát triển đi của cộng đồng của Bi, người ta bán những cái hệ sinh thái, những cái tiện ích, ví dụ như là Bi Chainmore hoặc là Workflow, hoặc là những cái ứng dụng sinh thái Bi2Go này kia, cung cấp những cái sản phẩm dịch vụ đó, thì cũng là người ta bán thôi. Các bạn sử dụng Bi của mình để các bạn trả cho họ, đúng không? Hoặc là có những ứng dụng ví dụ giải trí, chúng ta phải hiểu cái từ bán rộng ra nha, có nghĩa là những cái dịch vụ cung cấp những cái sản phẩm kể cả vô hình và hữu hình đúng, ví dụ những cái dịch vụ về giải trí cho game đi, thì đó là những cái liên quan đến việc mà phục vụ về tính chất giải trí, là cái sản phẩm vô hình, thì các bạn cũng phải trả phí để mà sử dụng những dịch vụ vậy, thì cũng là mua bán đấy. Thì đó là cung và cầu, các bạn có cái nhu cầu để giải trí thì người ta có cái game đó để cho các bạn chơi, các bạn muốn chơi càng lâu hoặc là muốn nâng cấp hoặc chơi tốt hơn, các bạn có thể là nạp phí vào, có thể như vậy, hoặc file cyber forum đi, cũng là cung cầu thôi, các bạn cũng mua và bán thôi. Mua bán như thế nào? Đó là các bạn nạp phí vào và đổi thấy file để các bạn có thể đăng bài được thích nhiều này, được like, được đăng bài. Thì đó, cái nhu cầu bạn muốn đăng bài ở trong cái file server đúng không, thì các bạn phải bỏ Bi ra để mua. Thì đó, thì ai là người cung cấp cái file đó, ai cung cấp file ra, thì có phải Bi Core Team không? Thì đó, có phải là người nơi mà người ta sẽ bán không, bán cái sản phẩm của mình, bán cái đồng file mà đúng không? Thì đó, thì tất cả mọi thứ nó đều phải dựa trên việc mua bán. Vậy thì thị trường nó vận hành như thế nào? Nó có hai cách để vận hành của thị trường. Thứ nhất gọi là thị trường nó sẽ vận hành theo kiểu là gọi là vận hành tự nhiên và vận hành theo kiểu nhân tạo. Nó có một lý thuyết rất là nổi tiếng trong kinh doanh, nó gọi là lý thuyết bàn tay vô hình của Adam Smith. Cuốn này nó ra đời từ năm 1900-1800 rồi. Tất cả những ai mà học về kinh tế mà cơ bản về kinh tế về đại cương á, thì các bạn phải đọc về cuốn này trước, hoặc ít nhất sẽ được thầy cô nhắc về cái cuốn này. Thì ở trong lý thuyết bàn tay vô hình, nó mô tả đích xác những gì mà thị trường trên thế giới này đang được vận động. Tất cả những ngành nghề đó đều được vận động là như thế này, là có một cái bàn tay vô hình nào đó nó tự tác động. Thì bàn tay vô hình này nghĩa là sao? Có nghĩa là cái bàn tay này không có chính phủ, không có tổ chức thao túng được, mà nó tự vận hành. Ví dụ như nó cũng dựa trên cung cầu vậy, và nó tự vận hành, có sự cạnh tranh, và những người mua người ta sẽ được giá lợi nhất. Mình ví dụ nha, có một cái nhà buôn, nhà ông này có một cái vườn cam, mà trong khi nhà ông sống ở sa mạc đi, thì người ta rất là khát nước. Thì như vậy ông thấy được cái nhu cầu của rất là nhiều người ta qua đường, người ta khát nước, thì ông ấy hái cam xuống, ông ấy bán để vắt nước cho người ta. Thì ông ấy bán được rất là nhiều, bởi vì rất là nhiều người ta khát nước mà. Như vậy thì cái nhu cầu của những người qua đường là sao ạ? Là người ta cần một cái gì đó giải khát. Còn ông này ông cung cấp cái gì? Cam. Lúc đó chỉ có một mình ông bán thôi, nhưng mà cần rất là nhiều người ta mua. Vậy thì lúc đó thì chỉ có một người bán và nhiều người mua, thì cái phần cung nó rất là ít, phần cầu nó rất là nhiều, phần nhu cầu rất là nhiều. Cho nên ông có thể đẩy giá cái quả cam lên, một quả cam ông có thể bán được 100.000, vẫn có người mua. Nhưng sau này hàng xóm của ông thấy ông này bán được quá, rồi sau đó mới mở một cái cửa hàng ra, mở một cái cửa hàng ra cũng tương tự, cũng trồng cam lên, và ông này đang bán 100.000, thì ông hàng xóm này ông mới bán với giá 90.000. Như vậy các bạn thấy này, bán với 90.000 để sao ạ? Để có thể thu hút khách hàng qua, đúng không? Thu hút khách hàng qua thì đúng là ông này, ông hàng xóm bán được thêm một thời gian thì thu hút được khá khách hàng qua. Thì cái ông mà bán 100.000 này, ông thấy là để cạnh tranh và thu hút lại khách hàng thì có thể là bán 80.000 và thêm khuyến mãi thêm cái gì đó. Vậy thì các bạn sẽ thấy này, ai là người được lợi đây? Có phải là khách hàng không? Khách hàng người được lợi. Ai là người tác động đến cái việc mà các cái nhà cung cấp này người ta giảm giá, những cái nhà buôn này người ta giảm giá cam? Không ai tác động cả. Tự những người này tự cạnh tranh với nhau bằng cách là họ hạ giá xuống để có thể thu hút khách hàng. Vậy thì các bạn thấy là không ai tác động đến thị trường này cả, nên nó được gọi là bàn tay vô hình. Vô hình là không có ai tác động đến cả, mà các nhà cung cấp sẽ tự tác động để giành được cái phần thắng, giành được cái thị phần nhiều hơn bằng cách giảm giá khuyến mãi, hoặc là bằng nhiều chương trình khác nhau để thu hút khách hàng. Và cái người được lợi ở đây là ai? Là khách hàng. Cho nên khách hàng chính là cái yếu tố tiên quyết để người ta giảm giá, chứ không phải là chính phủ hay ai tác động đến giá của nó, nên nó gọi là bàn tay vô hình.
trước tiên hiểu lý thuyết đó. Còn bàn tay hữu hình thì nó là sẽ có sự tác động của chính phủ về sau này. Ví dụ như các bạn thấy những cái quốc gia như Hàn Quốc, Singapore, Đài Loan, Hồng Kông, nó được gọi là những con hổ của châu Á đó, thì nó được tác động bởi ai? Bởi chính phủ. Những chính phủ rót tiền vào những cái tập đoàn lớn, hay cùng ở Hàn Quốc gọi là chaebol, như là Hyundai hoặc là Samsung này, được gọi là chaebol. Chaebol là những tập đoàn gia đình rất là lớn, đứng phía sau được hậu thuẫn bởi chính phủ, người ta đổ tiền vào để những cái công ty này nó được phát triển mạnh mẽ. Thì đó là bàn tay hữu hình khi có sự tác động của chính phủ, và nó cũng làm thành công chứ không phải là không thành công. Nhưng nói về lý thuyết về kinh tế học và những cái lý thuyết liên quan đến việc mà vận hành thị trường forex, thị trường crypto, thì đa số thì nó sẽ dựa trên cái nền tảng là lý thuyết bàn tay vô hình. Như vậy chúng ta đương nhiên phải hiểu như vậy. Cho nên các bạn sẽ thấy là gần như không ai có khả năng tác động đến giá của một thị trường cả. Ví dụ như đô la Mỹ đi, thì các bạn thấy là sẽ có những cái tin tức hoặc là những cái gì đó nó có thể tác động đến giá đô la, nhưng gần như rất khó để mà ai đó có thể kiểm soát hoàn toàn giá trị của đô la. Bởi vì đô la nó được sử dụng trên toàn cầu, rất là khó để mà một ai đó có thể thao túng, rất là khó để mà một cá nhân nào có thể thao túng. Mình đồng ý với cái việc là có thể là những cái tin tức của Fed, hoặc là những tin tức về liên quan đến thất nghiệp, hoặc là những cái thống kê hàng tháng, nó có khả năng tác động đến yếu tố tăng hoặc giảm giá của cái đồng tiền đó, nhưng nó không thể nào tác động hết 100% được. Đó, nó vẫn vận hành theo lý thuyết là bàn tay vô hình. Đó, như vậy chúng ta phải quay lại câu chuyện của Pi. Đó là lý do tại sao mà rất khó để có thể mà tác động đến giá của Pi, bất kỳ một cá nhân nào rất khó để tác động giá Pi. Và Pi có team cũng mong muốn cái đồng Bitcoin của mình nó sẽ được vận hành bởi thị trường một cách tự do, công bằng và văn minh. Có nghĩa là không ai có quyền tác động đến giá Pi, mà giá Pi nó sẽ do thị trường quyết định. Chính Bitcoin cũng không thể tác động đến giá Pi, mặc dù chúng ta có thể thấy cái phần chia tổng cung của Bitcoin là được chia đến 20 tỷ trên tổng số 100 tỷ, là Bitcoin đã lấy 1/5 tổng cung trên toàn thế giới của Bitcoin. Thì nhiều bạn sẽ nói là ủa, như vậy thì rất là nhiều. Vậy thì với 1/5 20 tỷ như vậy có khả năng để tác động đến thị trường đến Pi thì sao? Thì mình nghĩ nha, Bitcoin sẽ không phải ví dụ OpenMinex xong người ta trả một phát 20 tỷ Pi về cho đội ngũ, mà họ sẽ cũng sẽ phân phát theo kiểu nhỏ lẻ. Ví dụ như OpenMinex chúng ta có 6.5 tỷ Pi trên tổng số 65 tỷ Pi cộng đồng khai thác được Open. Vậy thì chúng ta sẽ thấy là chúng ta có 6.5 tỷ là 1/10 so với 65 tỷ đúng không? Thì có thể Bitcoin cũng sẽ mở khóa 2 tỷ trên tổng số 20 tỷ cũng là 1/10, tương đương với số khai Pi đã khai thác ra được trên toàn thị trường, trên toàn thế giới để trả dần về cho đội ngũ. Chứ mình cũng không nghĩ người ta sẽ trả một lúc hết 20 tỷ, bởi vì trả như vậy nó sẽ vừa khiến cho tổng cung nó ấy, và các nhà đầu tư người ta cũng sẽ không tin tưởng vào. Không tin tưởng vào là sao ạ? Có nghĩa là tự nhiên có 10 tỷ Pi, trong khi đó OpenMinex ra ông Pi có team cầm 20 tỷ, thì như vậy là gần như là thao túng thị trường rồi. Thì chẳng ai muốn tham gia cuộc chơi như vậy. Cho nên mình tin là chắc chắn là Pi có team người ta cũng sẽ không có trả hết 20 tỷ về ngay lập tức cho họ, mà họ cũng sẽ trả nhỏ giọt, giống như cách mà họ trả cho Pioneer vậy. Cho nên là sẽ có những cái yếu tố mà nó sẽ tác động được về giá. Cho nên khi mà các bạn, trước khi mà các bạn nghe ai nói về giá Pi là 100 đô, 200 đô là các bạn không được tin. Làm sao biết được giá Pi trong khi mà chưa OpenMinex? Cho nên là chúng ta chỉ có thể phân tích được những yếu tố có khả năng tác động đến giá Pi và được phân loại từ cao đến thấp. Có những yếu tố tác động rất là mạnh, nhưng cũng có những yếu tố tác động rất là ít. Vậy thì nó sẽ có hai yếu tố chính. Mình sẽ chia nó yếu tố bên trong và yếu tố bên ngoài. Yếu tố bên trong là những cái yếu tố mà tự Bitcoin người ta sẽ làm sao để chứng minh được sự thành công của mình, và đây cũng là yếu tố quan trọng nhất. Nó quan trọng hơn yếu tố bên ngoài. Yếu tố bên ngoài có thể là chiến tranh này, những tác động FOMO, hoặc là về thị trường, hoặc là về kinh tế, chính trị, ABC rất là nhiều. Nhưng ở những cái yếu tố này nó không thể tác động mạnh bằng cái yếu tố là tự lực anh đứng lên. Ví dụ mình chạy bộ, kể cả mình có giày tốt, mình có đôi giày chục triệu, mình có đồ ăn thức uống, mình có cái áo tốt, mình có cái quần tốt, nhưng mình không tập luyện thì mình cũng không chạy được. Những yếu tố bên ngoài giống y như các bạn có giày tốt, có nghĩa là những cái vật phẩm bên ngoài dù nó tốt đến đâu mà bạn không có năng lực, bạn không có nỗ lực, mà không rèn luyện thì bạn cũng không thể nào mà đi tốt được, không thể chạy tốt được. Vậy thì yếu tố bên trong vẫn là yếu tố bên trong quan trọng nhất để mà quyết định sự thành công của Bitcoin. Vậy thì những yếu tố nào của Bitcoin nó sẽ tác động đến sự thành công? Theo mình nghĩ nha, thứ nhất là Bitcoin từ trước đến giờ, đến thời điểm hiện tại, họ đã chọn đúng một số cái mà liên quan đến việc nó sẽ là xu hướng của thời đại. Mà đã là xu hướng của thời đại sao ạ? Thì mọi người sẽ tuân theo và sẽ đi theo cái xu hướng đó, vì đây sẽ là những cái xu hướng mà
bây giờ có thể nó chưa xuất hiện hoặc nó chỉ mới mơ mớm, nhưng trong tương lai nó sẽ là những thứ phổ biến. Ví dụ như các bạn thấy giai đoạn vừa rồi chúng ta sử dụng tiền giấy nhiều, nhưng xu hướng khả năng gần như 99% trong tương lai người ta sẽ sử dụng thanh toán online. Nên các bạn thấy những thằng nào đi trước nó gần như thành công, như thằng Momo, ZaloPay, nó đã đi trước những cái đó rồi. Sau này 5-10 năm nữa có thể nó rất thành công với cái lựa chọn là thanh toán số, thanh toán online. Vậy thì các bạn biết đó chính là cái lợi thế khi mà nó nắm trước được cái xu hướng và nó là dẫn đầu xu hướng. Vậy thì Pi đã nắm trước được xu hướng gì và đã dẫn đầu xu hướng gì? Pi đã nắm trước được cái xu hướng thứ nhất là sau này kiểu gì thế giới cũng sẽ coi trọng tất cả những lĩnh vực liên quan đến năng lượng sạch, chắc chắn luôn. Tại sao? Bởi vì chúng ta thấy thế giới bây giờ bị tàn phá bởi vấn đề môi trường. Môi trường chính là yếu tố cấp bách mà thế giới đang đau đầu để giải quyết. Vậy thì người ta sẽ ưu tiên hơn với những cái hình thức hoặc những cái cơ chế mà nó sẽ sạch sẽ với môi trường. Vậy chúng ta thấy VNetwork chọn cái giao thức là khai thác như thế này. Nó gần như là nó đi ngược lại với Bitcoin khi nó không có tiêu tốn quá nhiều những cái năng lượng. Mình không nói là khai thác Pi là năng lượng sạch, nhưng khai thác Pi là hình thức khai thác tiền mã hóa mà nó tiết kiệm năng lượng. Hiện tại các bạn thấy Ethereum đã chuyển qua cơ chế này rồi đúng không? Chuyển qua cơ chế là Proof of Stake, nó không còn đi theo cơ chế của Bitcoin là khai thác và tiêu tốn năng lượng nữa, mà nó sử dụng theo hình thức là gửi cổ phần để nhận được Ethereum. Và hình thức này nó đã giảm thiểu 99,96% lượng carbon thải vào môi trường và trái đất. Mà các bạn biết carbon chính là thứ mà nó sẽ gây ra cái việc mà ô nhiễm môi trường và làm thủng tầng ozone, nóng lên hiệu ứng toàn cầu. Vậy các bạn thấy là Ethereum nó chỉ còn tiêu tốn 0,04 lượng carbon khi mà sử dụng hình thức này mà thôi. Như vậy thì nó rất là tiết kiệm năng lượng và nó thân thiện với môi trường, đúng không? Thì VNetwork đã làm theo cái hướng này rồi. Cái xu hướng thứ hai là sau khi mà biết được những cái hình thức đó rồi, thì VNetwork chọn cho mình cái cách làm đó là thu hút lượng người dùng trước để đi tiên phong. Tại sao thu hút lượng người dùng? Thu hút lượng người dùng giống y các bạn thu thập những người ta đồng tình đứng bên cạnh mình vậy. Ví dụ như nếu như mình nói câu chuyện này mà không ai đồng tình thì rất là khó để mà sau này đi lâu dài. Nhưng mình kể ra một câu chuyện mà mình thu hút được các bạn đồng tình, 1 triệu người, 2 triệu người, 5 triệu người, thì mình làm thành công rất là dễ. Nó càng nhiều người ta đồng tình với mình cái đó thì mình càng dễ để chứng minh cho cả thế giới thấy, và mình càng dễ để có thể mà để khiến cho thế giới biết mình. Thì VNetwork cũng như vậy. Vậy thì các bạn thấy là VNetwork hiện tại đang kể cái câu chuyện mà muốn càng nhiều người ta đồng tình và biết đến đi thông qua cái đồng Bitcoin, muốn nhiều người biết đến cái việc mà tiền mã hóa nó có tiện ích như thế nào, nó tốt như thế nào, nó là xu hướng như thế nào trong tương lai, nói về cái việc mà blockchain nó ưu việt như thế nào. Đó là những cái câu chuyện mà VNetwork muốn truyền tải cho người dùng. Chúng ta hiện tại chưa nói về giá nha, nhưng càng nhiều người đồng tình với việc đó thì có nghĩa chúng ta lập những pioneer đồng tình khai thác Pi, chính là những người đang đồng tình với cái việc mà theo hình thức khai thác của Pi Network và đồng tình với cái mục tiêu của Pi. Cho nên càng nhiều người dùng nó sẽ càng dễ thành công. Câu chuyện về người dùng chúng ta có thể thấy thông qua việc Facebook, Google, TikTok là YouTube là những cái nơi mà người ta sở hữu lượng người dùng rất là lớn trong cái lĩnh vực của mình. Thì sở hữu lượng người dùng lớn nên người ta có thể có một cái tệp khách hàng cực lớn và dễ làm thành công. Thì thời đại của Web3 các bạn, Web3 mà chúng ta đang nói là thời đại của gì? Là thời đại của Big Data. Big Data dịch ra tiếng Việt là kho dữ liệu lớn, là nơi nào người ta có càng nhiều dữ liệu của người dùng thì người ta sẽ đưa vào AI nó phân tích và đều có khả năng để có thể mà quyết định cái sự thành công của cái dự án. Thì cái Big Data đến được cái việc người dùng, càng nhiều người dùng sẽ có cái lượng data càng lớn, data chính là lượng dữ liệu càng lớn đó, cho nó sẽ càng dễ để giúp cho Pi thành công hơn đó. Cho nên là Pi có team lựa chọn cái công việc là để người dùng làm trung tâm là chính xác hơn, khi họ đặt người dùng làm trung tâm và thu hút người dùng trước khi mà ra mắt những đồng coin của mình. Thì rồi sau khi mà ta đã có hết tất cả mà nhiều yếu tố khác nữa, người ta thứ nhất đã có người dùng rồi ha, đã có người dùng để có thể đứng bên cạnh họ rồi. Thứ hai, người ta đã là người đi tiên phong trong lĩnh vực này rồi, cũng đã khai thác tiết kiệm năng lượng rồi, cũng là một cái xu hướng trong tương lai rồi, đang nắm bắt cái xu hướng đó và đang đi đầu. Vậy bây giờ người ta phải tạo gì? Tạo ra giá trị. Đây là điều rất quan trọng, tạo ra giá trị. Còn nếu như chỉ có hai thứ đó mà nó không có giá trị, có nghĩa anh bán một cái sản phẩm mà người ta không cần thì người ta sẽ không mua. Mà cho nên trong cái giới kinh doanh người ta có một câu là không phải là bán thứ mình có mà bán thứ khách hàng cần. Không phải là bán thứ mình có mà là bán thứ khách hàng cần. Vậy thì Bitcoin team sẽ đang phải tìm kiếm những cái thứ gì, những cái vấn đề cốt lõi nào của thế giới mà Bitcoin team có thể giải quyết được. Bởi vì khi mà họ giải quyết được thì thế giới sẽ cần VNetwork.
Vậy các bạn thấy là những cái ứng dụng mà đã được ra mắt của Pi, của riêng Pi thôi nha, mình không nói là của các nhóm cộng đồng, của riêng Pi, nó đều đạt cái mục tiêu đó. Thứ nhất là các bạn thấy Fastside Forum, nó giải quyết cho vấn đề của Web2 là vấn đề liên quan tin giả mạo, tin bạo lực. Đấy, cái này đã được ghi rất rõ. Vậy thì các bạn thấy là những vấn đề đó đã tồn động từ Web2 và nó tồn động hàng chục năm nay nhưng không giải quyết được, và chính Fastside Forum, một ứng dụng sinh thái của Pi, nó đang giải quyết vấn đề đó. Vậy thì đây có phải vấn đề của thế giới không? Phải. Và có phải Pi có team đang đi đầu trong việc giải quyết vấn đề là không? Đúng. Vậy khi mà giải quyết được là sao? Thì sẽ có rất nhiều người tham gia vào Pi tin dùng. Vậy khi mà nhiều người tham gia tin dùng thì sao? Thì Pi nó sẽ có giá và giá trị của nó sẽ ngày càng tăng. Rồi, hoặc là DM Stack có phải là một vấn đề mà liên quan đến việc giải quyết vấn đề thư rác không? Thư rác trong email. Mỗi ngày có khi các bạn bật lên, các bạn chả biết cái thư này là từ đâu gửi đến. Hàng trăm cái thư như vậy, bạn không biết làm sao để xóa nó. Còn chả biết nó đến từ đâu. Mình chả biết. Nhiều khi các bạn nhìn thấy thư rác nhiều quá, nó sẽ mất hết những cái tin quan trọng của các bạn. Vậy thì cái DM Stack chính là thứ nó sẽ giải quyết thư rác. Cái vấn đề này cần thiết không? Cần. Nó giải quyết cho vấn đề của những người mà ta muốn đọc những tin tức quan trọng, chứ không phải là ngày nào nhận thư rác không? Có. Vậy thì khi mà giải quyết vấn đề đó thì sao? Thì thế giới sẽ dùng. Mà thế giới dùng thì sao? Thì sẽ gia tăng cái giá trị của cái thằng DM Stack. Gia tăng giá trị của những hệ sinh thái này thì sao? Thì có phải gia tăng giá trị của Pi không? Và khi đã gia tăng giá trị của Pi và Pi tạo ra những cái tiện ích để giải quyết những vấn đề đó, thì nó sẽ gia tăng giá Pi. Đó. Khi này chúng ta mới nói về giá. Đi một câu chuyện dài như vậy mới nhắc về giá. Vậy thì giá nó sẽ tỷ lệ thuận với cái giá trị mà Pi Network sẽ trao cho thế giới này. Đó, cho nên cái việc mà xây dựng ứng dụng sinh thái tại sao lại mất thời gian và nó nhiều như vậy? Tại sao phải lấy 100 ứng dụng? Là bởi vì khi càng nhiều ứng dụng thì nó giải quyết được nhiều vấn đề, đúng không? Càng nhiều ứng dụng nó giải quyết nhiều vấn đề và nó cung cấp được nhiều nhu cầu cho người dùng. Vậy thì khi mà giải quyết được nhiều vấn đề và cung cấp được nhiều nhu cầu cho người dùng thì sao? Đó, thì sinh ra nhiều tiện ích, giải quyết được nhiều thứ, thì có phải gia tăng giá trị của Pi không? Và khi gia tăng giá trị của Pi thì nó sẽ tỷ lệ thuận với việc giá Pi sẽ tăng cao. Thì đây, những yếu tố nó sẽ tác động đến giá Pi. Còn những cái yếu tố ít quan trọng hơn là yếu tố bên ngoài. Yếu tố bên ngoài tác động đến giá Pi có thể là hiệu ứng FOMO này. Hiệu ứng FOMO, nếu các bạn thấy có rất nhiều thằng nó đã FOMO nhưng nó chỉ FOMO một thời gian. FOMO nó không bao giờ kéo dài được, mãi. Ví dụ như bạn hô giá thằng CoDAO đi. CoDAO 5.000 đô trước khi OpenMainnet, các bạn hô 5.000 đô, hoặc Cyberbank các bạn hô 3.000 đô. Thì đó, các bạn FOMO. Nhưng khi mà nó OpenMainnet phát giá nó 2 đô, vậy thì các bạn thấy là có thể giai đoạn đầu kia các bạn FOMO giá 5.000, 3.000, rất là nhiều người ta tham gia vào để đẩy giá nó lên. Nhưng khi mà họ nhận ra cái giá trị thật sự của nó không phải đạt được như vậy, thì có phải hiểu FOMO nó đã đi ngược lại tác dụng không? Những cái người mà người ta từng tin vào những cái thông tin 5.000, 3.000 đô này, họ cảm giác bị lừa gạt. Đây là yếu tố FOMO, nó không phải yếu tố tác động được hết. Nó có thể tác động và tác động một thời gian ngắn mà thôi. Cái thứ hai là các influencer tác động. Cái này đã có, ví dụ như các bạn thấy cái trường hợp của Elon Musk đấy, đó, tác động đến giá Dogecoin. Và Dogecoin chỉ là một trường hợp hiếm thôi. Và Elon Musk cũng là một trong những người ảnh hưởng nhất thế giới, cho nên mới tác động mạnh mẽ được đến Dogecoin như vậy. Nhưng các bạn cũng có thể thấy khi mà Elon Musk không nhắc đến Dogecoin nữa, giá trị Dogecoin đã giảm xuống, đúng không? Nó giảm xuống chứ không phải là giảm xuống hết. Và Dogecoin cũng đã có vị thế rồi, nhưng các bạn thấy là rõ ràng Dogecoin là một meme coin và nó không có giá trị nào nghe. Thì mình xin nhắc lại, nó không có một giá trị nào cho thế giới cả, nhưng nó được tăng giá bởi vì Elon. Nhưng mình không đặt cái trường hợp Dogecoin cho tất cả trường hợp còn lại, có nghĩa là kể cả một influencer là người có sức ảnh hưởng tác động đến một đồng coin đi, thì nó không chỉ được một giai đoạn thôi. Dogecoin là một trong những trường hợp mà chúng ta không bao giờ được đưa vào đó là trường hợp phổ biến, nó chỉ là một trường hợp đặc biệt. Các bạn xem một cái trường hợp khoa bút tầm Diamond Boy ấy, của ông Johnny Đặng ấy, các bạn biết câu chuyện đúng không? Đó đâu tác động được hết tất cả đâu. Có thể là nhờ khoa bút BIA cho cái đồng coin này, thì đúng là cũng có nhiều người, rất là nhiều người ta mua vào. Nhưng các bạn thấy đó, influencer người ta tác động vào, nhưng thật sự khi đồng coin này người ta nhận ra nó không có giá trị, bây giờ có phải thành coin rác không? Đúng không? Đó. Cho nên là mọi thứ nó sẽ vỡ lẽ ra khi mà một cái, kể cả khi các bạn FOMO có những cái người nổi tiếng người ta tác động vào, nhưng khi cái đồng coin đó nó không có giá trị gì và người dùng nhận ra thì cuối cùng cũng chả ai sử dụng cả. Hoặc là yếu tố tiếp theo nó cũng tác động là chính phủ và pháp luật. Đó, chắc chắn nó sẽ tác động. Hoặc là yếu tố liên quan đến như là chiến tranh này,
nó sẽ tác động cho các bạn thấy. Ví dụ như này, trường hợp dầu mỏ mà sau này các bạn thấy, ví dụ như chiến tranh Trung Đông nó sẽ xảy ra hay sao, thì có phải giá dầu mỏ và giá vàng nó tăng lên không, tăng lên không, hoặc là tác động đến một cái gì liên quan đến kinh tế thị trường, có phải giá vàng tăng lên? Tại sao giá vàng tăng lên? Bởi vì khi đó thì người ta sẽ lưu trữ tiền mặt vào những loại tài sản, ký gửi những loại tiền mặt vào những loại tài sản mà nó an toàn hơn, ví dụ như là vàng ha. Thì đó, nó đều có những cái tác động liên quan chiến tranh này, chính trị này, thì nó cũng đều thúc đẩy đến cái quyết định mà các nhà đầu tư người ta sẽ đổ tiền vào những loại tài sản nó an toàn hơn. Cho nên tự mỗi đồng coin nó phải có được cái sức mạnh của riêng mình, bằng cách phải tự trang bị cho mình những cái như hệ sinh thái, những cái như tờ tiền ít, những cái như số lượng người dùng, những cái như số lượng node để có thể chạy trơn tru, và phải có đội ngũ mạnh giỏi để có thể lèo trèo lái cái con thuyền này nó đi xa hơn, để có một cái tầm nhìn xa hơn, và thực hiện được cái tầm nhìn này nó cần đến hàng trăm người.